Đấy rồi anh em ơi. Đấy rồi anh em ơi. Úi dồi ôi, ôi to quá bác ơi. Úi dồi ôi, wow wow. Úi dồi ôi. Wow wow. Bự bự. Đấy rồi. Úi dồi ôi, đóng đóng rồi anh em ơi. Úi dồi ôi. Wow wow, phê phê phê. Úi dồi, đẹp luôn. Trôi 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 anh em ơi. Trôi cụ, trôi cụ. Xin chào 500 anh em đã quay trở lại Phương Thảo Fishing. Hôm nay hai anh em bọn em sang sông He đánh các bác ạ. Để anh em đi rất là sớm, đi từ 5 giờ sáng. Đâu phải đi, nói từ đi từ 4 giờ các bác, 4 giờ sáng tới 5 giờ rồi. Đấy thì mạn kia anh em đang ngồi hết các bác. Hai anh em giờ đang ngồi, đấy cá dậy. Các bác, bên kia để mấy anh em nó đang ngồi hết rồi kìa. Thế bây giờ là em mấy thằng em đã đồ quá nhá. Mà đồ chắc nó không quay được. Bởi bây giờ đây, tôi om chẳng nhìn cái gì cả. Đồ lạc đây. Đó, giờ em ta đồ, ra đồ và em xào ổ em đánh luôn anh em nhé. Ok anh em ạ, xả tương đối nhiều mồi đấy. Mấy cân liền đấy. Trời bắt đầu sáng rồi các bác ạ. Đây, em thằng em đang ngồi. Còn bên kia ông anh đi sang kia chơi tí các bác nhé. Đây, đổ vào các bác nhé. Đi thì rất là sớm cũng chưa được con nào. Úi ui, ổ rất là đẹp luôn. Mọi người cao. Phong cảnh cực kỳ đẹp. Để tí được cá anh em nướng chỗ này thì chuẩn nha. Chuẩn chỉ luôn. Ông vừa em thấy có một bác không? À, đang ngồi bên kia. Hai người kia. Và là vị trí chỗ mình đánh các bác ạ. Đây rồi. Đây rồi. Úi giời, rô phi. À, được rô phi to anh em ạ. Wow. Rô phi bự đấy. À. Rô phi nào cắn bắt nháo thế. Không dãy được. Wow. Ok. Ok. Đấy rồi anh em ơi. Úi dồi ôi, to quá bác ơi. Úi dồi ôi, wow wow. Úi dồi ôi. Wow wow. Bự bự. Wow, trôi trôi.
Trôi 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 trôi. Wow. Bự. Phê phê anh em ơi. Nhớ 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 anh cần đại. Wow. Phê 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 phê. Chạy đâu em ơi. Ui, nó đóng một mũi cơ cầm anh cái vợt em ơi. Phê quá phê quá. Lấy nước vào to của em, anh lấy vào cái vợt em to. Ok ok. Chua 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 to. Chua đỏ các bạn. Vịt vịt quả đẹp quá. Tuyệt vời tuyệt vời. Phê phê quá anh em ơi, cần 20 hát. Úi dồi, đóng mũi nữa. Tuyệt vời. Nó đóng ngay vào cái cần cần đơn anh em ạ. Ui, đóng hết là cần đơn này. Sợ thật, gỡ gỡ ra anh em nhé. Con này chắc là... Anh em tâm nay em có cần. Là có cần. Đấy định. Này cần con này sẽ được bao nhiêu nhá. Này chắc khoảng 3 cân thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Con này mong mang cân thử nè. Chó lui đây sợ sợ mất các bạn ạ. Quay đây em ơi. Ủa 2 cân 3. Con này có 2 cân 3 các bạn ạ. Có này 2 cân 3. Tuyệt vời. Bỏ sướng thật các bác ạ. À cho túi rồi. Chú ơi. Ok. Bỏ sướng thật đấy. Ok. Đây này là hơi lệch tí. Chỗ này chuẩn đấy. Mấy cũng có. Anh em thôi được cá bắt đầu là bây giờ là nướng luôn ở đây các bác ạ. Tiện đây có củi này. Đầu năm kêu không đi mua than. Đầu năm kêu không mua than là mình chưa có củi luôn. À, vẫn trong vẫn khô hết. Ok. Bây giờ sẽ thiết kế cái để đặt con cá. Chọn gác càng cao đấy là cứ hờ đẹp luôn. Nửa hồng.
Đây rồi. Ui ôi, ống rồi em ơi. Ui, wow wow, phê phê phê. Úi giời, đẹp luôn. Trôi 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 em ơi. Trôi cụ, trôi cụ. Đẹp, đẹp, đẹp. Bong bong làm sao được, nó đang lộn. Đang lộn. Đóng hai nữa thì bong làm sao được. Phê phê quá các bác ơi. Đẹp, 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 đẹp. Ờ, đóng hai ba lưỡi thì có mày có lộn vào mắt. Vào. Tuyệt vời. Đấy cái vợt anh em ơi. Tuyệt vời. Ok. Đẹp quá. Đóng mấy phát nữa. Đẹp quá anh em ơi. Ui đóng mắt. Ui anh em ơi, đã chưa? Tuyệt vời. Wow. Ui chảy hơi nhiều máu. Ngon. Về quá anh em ạ. Hôm nay khai trương quả cần 20 h được, nói chung là đánh được. Giật phát đóng ngay. Hỏng mất cái lụ này. Lụ phao vừa dẫm cái nó vỡ mất. Đây quá này, vừa dẫm phát nó hỏng mất cái lụ phao. Không sao. Đấy, ok. Đây rồi anh em ơi. Ui ui. Bự bự anh em ơi. Ui Luffy, 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 Luffy. Wow, Luffy to. Ui wow, Luffy, ui Luffy cũng to. Luffy to chưa anh em ơi. Wow wow. Cậu cậu cậu. Cậu cậu cậu. Ui dồi Luffy. Wow mẹ ơi Luffy. To chưa. To chưa anh em ơi. Bự bự. Ui giời. Làm một cái lưỡi nào các bạn. Á đừng. Ủa trời trời trời. Con này chắc được khoảng gần cân các bạn. Tuyệt vời. Đẹp chưa. Wow. Ngon luôn. Cần 20 h. Phê thật các bạn ạ. Rồi ok anh em ơi. Công đoạn anh em tôi chuẩn bị đồ đã xong rồi. Giờ vào ăn. Đói lắm rồi. Ăn xong con đấy bắt đầu ăn cái con chuối to nhé. Kể ra mà lúc ban đầu anh em chúng tôi lên được con này nướng ngay từ ban đầu thì đẹp quá. Nhưng mà nên hơi muộn. Đấy, ông anh nên được con chấm cỏ này, thế là nướng con này trước. Tuy là cá nó bé thôi nhưng mà rất là ngon đấy. Mời các bác ăn cám anh em tôi nhé. Đó các bạn.
thịt của nó. Wow, nóng hổi, vừa thổi qua nó từng thường thớ một phể chưa các bạn. Chấm súp ớt. Wow. Mùi thịt gà thật anh ạ. Gà nóng quá. Anh em uống nào. Phê quá. Chui điên. Chết đang bữa ăn cá xong các bạn ạ. Lô mới cần rồi. Không, nó đôi, không trôi, con này không trôi được. Kéo 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 qua em cái. Lô mất cần sợ thật. Em đánh lục anh ạ. Vâng. Con này nó bám. Lục. Vâng. Còn không? Còn đấy các bạn. Ui, còn. Chui rồi, chắc chắn chui rồi. Ui, khá không bắt anh nhỉ. Phải. Em nhấc cái con này nhá. Ném cái này ra nữa. Ném cái này ra nữa. Còn này pha ông này đi, còn nhấc ra tí cần từ đấy lên đấy ra. À không, cần một cần kia thôi. Anh cứ ném cả ra thì cho nó chắc. Sợ, một cần kia nó kéo đầu à, nó thoải mái không? Nếu kéo đầu à, một phần cả. Ngon luôn. Cần tay đánh đục. Ok, để đếm cỡ này đã. Con. À, chim. Ui, đồ phi to. Ui, con này tự đóng. Ui ôi, ôi đóng con đồ phi đấy. Hay không bằng hên. Đang nhắm. Đẹp. Hay không bằng hên. Mày, ok anh. Ê quá ơi, hay không bằng hên, đang ăn cá xong này. Tuyệt vời. Wow, đó. Ok. May nhá. May mới kéo ra đoạn nưng ngoài đây không mất cần. Wow. Về thôi các bạn nhá, hôm nay rất nhiều cá to. Các bạn nhìn rô phi cũng cụ tổ luôn. Rô phi ở cân con đấy. Trôi này. Ít xa. Sướng thật anh em ạ. Lặng trịch luôn. Về thôi.